chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin điểm nhấn thị trường của công ty cổ phần chứng khoán MB. Bản tin hôm nay của chúng tôi bắt đầu với nhận định thị trường, dòng tiền có quay trở lại nhóm cổ phiếu Blue Chip. Thưa quý vị, thị trường trong nước đi xuống khi nhóm cổ phiếu đầu cơ, đặc biệt là nhóm cổ phiếu bất động sản bị bán mạnh. Do vậy, thanh khoản thị trường đã tăng gần 28% so với mức bình quân ở tuần trước. Việc nhóm cổ phiếu đầu cơ chịu áp lực bán sẽ là cơ hội để dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu Blue Chip khi thanh khoản nhóm VN30 cao hơn mức bình quân 2 tuần gần đây. Dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm 15,32 điểm, còn hơn 1.483 điểm. Bên cạnh đó, chỉ số VN30 cũng giảm 14,2 điểm, xuống hơn 1.484 điểm. Nhóm Midcap và Smallcap cũng giảm lần lượt 1,12% và 1,25%. Thanh khoản khớp lệnh trên sàn HOSE tăng lên mức 30.492 tỷ đồng so với mức bình quân 23.824 tỷ đồng ở tuần trước. Tổng cộng có 989 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 805 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó. Khối ngoại bán ròng 62,67 tỷ đồng trên toàn thị trường. Tóm lại, việc nhóm cổ phiếu đầu cơ giảm trong phiên hôm nay sẽ là bình thường khi chỉ số small cap tiệm cận đỉnh cũ. Tuy nhiên, với diễn biến trong phiên hôm nay, một số cổ phiếu nhóm tài chính ngân hàng cũng chịu hiệu ứng bán theo. Điểm tích cực là thanh khoản được đẩy lên mức cao, cho thấy dòng tiền vẫn tìm cơ hội ở nhóm cổ phiếu khác. Việc nhóm cổ phiếu small cap gặp đỉnh cũ cùng diễn biến trong phiên hôm nay, đây cũng là cơ hội để dòng tiền có thể quay lại nhóm cổ phiếu blue chip khi báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 sắp được công bố. Với diễn biến trái chiều của thị trường cơ bản như vậy, cùng điểm qua xu hướng dòng vốn ETF, thị trường trong nước chịu áp lực bán mạnh ngay từ đầu phiên đã khiến cho hầu hết các chỉ số chính đóng cửa trong sắc đỏ. Cụ thể, VN30 Index đóng cửa giảm 0,95%, VN100 Index đóng cửa giảm 1,01%, VN-Philips đóng cửa giảm 1,95% và VN-Diamond đóng cửa tăng 0,5%. Tương tự, các chứng chỉ quỹ ETF cũng ghi nhận diễn biến trái chiều. Tổng khối lượng giao dịch ETF trên thị trường giảm 43,67% so với phiên liền trước, đạt hơn 1,93 triệu chứng chỉ quỹ được khớp lệnh trong phiên, tương đương tổng giá trị khoảng 50,36 tỷ đồng. Giao dịch khối ngoại phiên này diễn biến khả quan hơn khi nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 34,45 tỷ đồng qua kênh ETF nội trong phiên giao dịch hôm nay. Tạm gác lại những tin tức của thị trường trong nước, cùng điểm qua một vài tin tức thế giới. Thế giới quay cuồng trong cơn sốt giá hàng hóa cơ bản. Khi cuộc tấn công của Nga và Ukraine bắt đầu từ hôm 24 tháng 2, giá hàng hóa cơ bản vốn dĩ đã tăng từ trước đó, leo thang với tốc độ chóng mặt hơn. Sự tăng giá hàng hóa này phản ánh mối lo của các nhà giao dịch rằng cuộc chiến tranh giữa Nga, nước cung cấp chính cho thế giới một loạt mặt hàng chủ chốt gồm dầu thô, khí đốt, than, nhôm và lúa mì. Với Ukraine, quốc gia cũng là một nhà sản xuất lớn lúa mì và các hạt có dầu, sẽ thổi bùng lạm phát, làm các chuỗi cung ứng gián đoạn nghiêm trọng hơn và làm chệch hướng sự phục hồi kinh tế toàn cầu. Sau một tháng diễn ra cuộc chiến, hầu hết những mối lo đó đang dần trở thành hiện thực. Lạm phát ở nhiều quốc gia đang bị đẩy lên do giá năng lượng và thực phẩm cao hơn. Tình trạng khan hiếm bột mì đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng ở các quốc gia như Ai Cập và tăng trưởng kinh tế đang có nhiều chiều hướng chững lại, khiến nhiều chuyên gia kinh tế cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu. Các thị trường chứng khoán châu Á, Thái Bình Dương trái chiều trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với đợt bùng phát COVID-19 tệ nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu vào hồi đầu năm 2020 và lo ngại lạm phát. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin điểm nhấn thị trường của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Hy vọng những thông tin cơ bản trên giúp ích cho quá trình đầu tư quý vị. Đừng quên quay trở lại với chúng tôi trong bản tin sáng ngày mai với những thông tin hấp dẫn và cập nhật nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!